biết là ông có mấy ông hài hước không nữa, giờ ông chơi mình nữa các bạn. Ê, chuyến của tụi mình là 12 giờ rưỡi bay nha, nhưng mà tụi mình sẽ lên trên này sớm tầm khoảng cỡ 2 tiếng để ngắm gọi là máy bay chạy tại hồi giờ nhau. Anh mình nói cơm vô nè, ăn bánh mì, kiểu bánh mì mà xong bay á, cho biết còn cái mùi thì nó có khác bánh mì chợ không nha các bạn. Hồi thì mình cũng mới lên đây hồi đợt trước là mười mấy năm trước á. Nó khác lắm, bữa nay nó soi lại má lắm các bạn. Hình như tụi mình đi sớm quá nên là chưa có ai hay sao các bạn. Đây là nhà ga Quốc Nội nha các bạn. Đây là anh chị mình, kia là anh mình, đây là thằng anh mình luôn nha các bạn. Lần đầu đi nên là không biết làm thủ tục như thế nào các bạn. Về hai đi hãng về, về ra đây. Về ra đây. Là hỏi người ta vô lấy là trong đó nó mới chia ra. Bây giờ chắc ở đây ngồi chờ ngắm máy bay luôn các bạn. Muốn ngắm máy bay là chút nữa tụi mình sẽ đi ra phía kia để đứng ngắm, chứ ở trong này là nó bị phức á nên là không có nhìn thấy được. Chuyến của tụi mình là đi 12:40 nhưng mà mình không có đi nha các bạn. Sân bay ở chỗ mình nhỏ nên là 2-4 cái từ 9 giờ tới 4 giờ chiều luôn, nhưng mà chỉ có bao nhiêu. Cái này là bay một ngày luôn á đúng không bạn? Chắc một ngày vậy là chỉ có 7 chuyến thôi các bạn. Cái đó không được vậy, cái này là phải ta ép quét má nha các bạn. Ở trên này cũng đón mừng cái không khí Merry Christmas nha các bạn. Cũng đẹp lắm. Chút nữa anh em mình sẽ đi ăn bánh mì rồi về nha các bạn. Người chi tác 387. Hả? Qua. Vậy giờ anh em mình sẽ chụp sóng ảo gọi là check in đi máy bay nha anh em. Ở trên này là đủ hoài hết, có coffee rồi bánh kẹo đủ thứ hết á. Nói chung mà dịch bệnh đó nên là hành khách đi lại giữa các ga nó ít lắm các bạn. Cái sân bay này là vừa là sân bay dân dụng với lại vừa là sân bay quân sự luôn nha các bạn. Hai cái đó là nó nằm chung, bay chung đường ray luôn hay sao á. Nè, chúng ta Tụi mình là đi ra phía này là mới thả được máy bay nha. Vô Việt Nam nè. Vô mấy lần thủ tục mình vô hết rồi. Dạ. Đó, đất này thấy chị mình nè các bạn. Mình sẽ quay cảnh bao quát cho mọi người xem nha. Này làm bữa nay giống như gì, cái đài tròn giống như cái đài bắp sen các bạn. Đào trực thăng. Chỗ đó đào thăng. Đâu, đào trực thăng chắc là dữ mà. Đào trực thăng chắc là dữ. Giờ chứ không ăn trong đó hay là ra kia ai. Cà chứ. Chắc là chút nữa ra kìa anh uống cái suy nghĩ lại các bạn, trong này nó chém dữ lắm nên là sao. Gọi nữa, đem gọi đây. Thì hai em cầm cái máy gọi với cái máy gọi nghe. Câu điện anh điện ơi, câu đưa máy gọi em. Hồi nãy trời mưa mình lái xe là sợ mưa ướt nó tạt á nên là mình đưa cho chị mưa mình luôn, nhưng mà không ngờ là chị mình đem vào trong đó luôn. Không biết là bên đó họ có cho mình ra không nữa. Chân chờ chị mình ra rồi mình sẽ lại lái nha. Hầu như đa số ở quê mình là đi
VietJet là nhiều hơn nha các bạn. Còn trong thành phố thì họ mới đi Vietnam Airlines nha. Nói chung cũng tùy nữa, khách muốn trải nghiệm kiểu gì thì đi kiểu đó thôi. Anh em có thấy cái điều mình đang thấy không? Nói chung á, lên trên sân bay mà cũng ăn cơm chó các bạn. Nói chung mệt mấy lỡ đây. Đây là kia bạn, thấy các bạn thấy không? Bạn gái dặn tiễn bạn trai đi ra sân bay. Và với là gọi là theo cái tình tiết mà mình nghĩ là anh ấy vào trong Sài Gòn còn sẽ gọi là đi theo cô khác. À, cô này bây giờ bơ vơ và đây mình này, mình sẽ cố gắng quay lén cho mọi người xem nha. Ra về trong tuyệt vọng các bạn. Nói chung người yêu đi xa là buồn lắm, nhưng mà không biết là có buồn thiệt không nữa. Thấy chưa gì mà đã chạy nhảy rồi đó. Giờ về là nó vui vui chắc cũng đi đi uống trà sữa với anh khác các bạn. Nào chắc mình với anh mình cũng gọi là xin vé máy bay để đi thử một lần coi thử cái cảm giác lên máy bay nó có bị sốc hay là bị ói hay là nó như thế nào để review cho mọi người xem nha. Nhìn kiểu như nhìn người ta các bạn lên trên sân bay á, là họ nói chung mặc đồ đẹp, dép thì nó cũng gu xì hay là gu xỉn gì đó. Rồi tóc, tay, quần áo nó gọn gàng, nó gọi là nó đẹp các bạn, nó xịn. Còn anh em mình này, nó không có tiền thì mặc quần rách. Dép thì dép tổ ong đó. Nói chung cái loại đây là mua ở các mặt chợ là bao giờ cũng có luôn. Nhưng mà hàng rất là bền nha, đi không bao giờ là mòn luôn. Giờ anh em mình sẽ selfie sống ảo đăng về qua thử gái nó có mê không nha. Không như ở mình là không có máy bay chạy đêm nha, đa số là chạy buổi sáng là buổi trưa. Ngày qua mới đi hớt tóc về mà bữa nay thấy nó tóc sao nó không có hợp với cái đầu mình đi sao, nó ngáo ngáo cả. Giờ cho mượn hai ví sống ảo với là mình sẽ lấy hai vé này để sống ảo với lại mấy anh ba. Anh ba, mình làm mình sống ảo với con vé nè. Nên mình sẽ che tên, mình sẽ để cũng dễ nhưng mà cái tên hai kia là nó có tên nhé. Có tên này sẽ sống ảo các bạn. Đây. Đây mình chụp lên cái người ta biết tên người khác mà. Còn nó có hai bên lận các bạn nên là khó mà xong ảo quá, khó thiệt. Đây nha các bạn, mình sẽ chia tên cho mấy bạn trên cộng đồng YouTube nói là mình không có đi chụp ký nha. Đây, anh em đừng có nhìn tên nha, tên đó là mình. Đây, giờ lên đây là hình như là 12 giờ gọi là boarding time nha các bạn. Còn mình là hàng ghế là 17B nè, gọi là seat là 17B đó. Chuyến bay là flight là VJ the 30 387 ok. Là cái này là Windows C là ALC. Đấy là cái ghế ngồi ngay chỗ cửa sổ là ngay chỗ đường đi. Chắc này là ngầu. Này là chắc ngầu gần buồn cao rồi các bạn. Nếu như các bạn, nếu như mà đối với cái người mà đi máy bay gọi là chuyên nghiệp rồi á, họ đi gọi là usually á thì đến cái máy bay á thì họ đi đến sát giờ luôn, tại vì họ biết họ canh đó các bạn. Còn tụi mình ấy là không biết, gọi là lần đầu tiên luôn, lần lên máy, lên sân bay ấy là lên được có lần là lần thứ hai, nhưng mình được lên máy bay ấy là mới có lần đầu tiên thôi, nên là gọi là phải đi trước giờ. Có gì gọi là có những cái tình huống gọi là nó xảy ra không lường trước được á thì mình sẽ xử lý. Không biết là cái cảm giác ngồi trên máy bay sao nữa, thiệt sự là bữa nào mình phải trải nghiệm gọi là bữa nào mình nhịn ăn mì tôm 3 tháng các bạn, là mình để tiết kiệm mình mua cái vé mà gọi là vé thiệt lâu á.
mình đặt tầm khoảng gần 5 tháng đó cho nó rỉ rỉ rồi mình lên mình trải nghiệm xong rồi mình bay về nha, mua vé khứ hồi các bạn để còn có tiền về, chứ không mà ví dụ mình tới địa điểm á xong mình không có tiền quay về lại cái là chết đói luôn á. Với lại mình lưu ý cho vài anh em á là không, chỗ này cái đường này là xe máy không có được vào nha, nên là cái gì anh em là ở địa phương đây quay xem video của Tú thì anh em đừng có chạy vào này, chứ không mấy chú lại Bitcoin cái là giật mình nha. Ở Phù Cát mình là có cái dịch vụ là cảng hàng không Phù Cát đưa đón nha các bạn. Này là nó đưa đón tới này các bạn. Mình để anh nói đi ăn cho mình gì để tiền đâu rồi. Đây chắc mình để cho hai anh chị mình ăn rồi tụi mình nhìn cho tiền đâu tụi mình ăn nó không các bạn. Giờ sẽ kiểu dừng chân ghế lại vào cái địa điểm nào đó để ăn nha các bạn. Di chuyển qua đường. Không có tiền nữa là chắc tụi mình sẽ ăn hamburger thôi nha các bạn. Nhảy thôi nha anh em, mình sẽ xin chào và về luôn. Mình nếu như anh em yêu thích cái video về chủ đề yêu máy bay như thế này thì anh em hãy để lại cái comment này là một like đó nha. Và xin chào và tạm biệt. Bye bye.